sinh ra trong một gia đình có 7 người con ở thôn 1, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Khi trưởng thành, Hòa kết hôn với anh Nguyễn Văn Sửu. Hai vợ chồng làm nghề buôn bán cá. Sau đó, Hòa dính vào buôn bán động vật hoang dã và bị cơ quan chức năng xử lý. Năm 2008, Hòa bỏ nhà cùng ông Chu Xuân Thu vào miền Nam làm ăn. Đến năm 2010, Hòa trở về. Lúc này, Hòa tuyên truyền mình có khả năng ngoại cảm, thấu thị và có thể tìm được mô mả thất lạc, hài cốt liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh. Đánh trúng vào tâm lý của nhiều gia đình, luôn khát khao tìm được hài cốt của người thân đã ngã xuống và nằm lại nơi xa trường. Hòa đã dùng mọi kỹ năng tinh vi để thu hút niềm tin và tạo tiếng tăm cho mình ở đất Yên Bái. Một đồn 10, 10 đồn trăm. Ngay cả một số lãnh đạo ở tỉnh Yên Bái cũng tin là Hòa có năng lực siêu phàm, có thể giao tiếp với các linh hồn. Điển hình nhất là vụ việc Hòa đã tổ chức đào bới, tìm kiếm hải cốt ở cổng Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái và trụ sở Thành ủy, thành phố Yên Bái. Theo như người dân đi theo dõi hai vụ khai quật này của Hòa, thì những gì được cho là hải cốt mà Hòa cất bốc lên chỉ là những tổ mối. Sau vụ việc này, tiếng tăm của nhà ngoại cảm càng vang xa hơn nữa, vượt ra khỏi phạm vi đất Yên Bái. Với tầm nhìn xa và tham vọng lớn, Hòa đã tập hợp nhiều đệ tử có chung đam mê là làm việc trái đạo, rồi thành lập đoàn Tâm Đức Yên Bái để đi vào các tỉnh ở phía Nam để tìm hài cốt liệt sĩ. Ngoài khả năng lừa đảo thượng thừa, thì Hòa không hề có khả năng ngoại cảm hay thấu thị, nên Hòa đã cho các đệ tử đi tìm hiểu thông tin về các gia đình có thân nhân là liệt sĩ, sau đó dẫn dụ họ sập bẫy. Hòa đưa gia đình thân nhân vào các tỉnh phía Nam để tìm hài cốt một cách tận tình chú đáo. Nhưng họ đâu biết rằng tất cả mọi việc đã nằm trong một kế hoạch tinh vi của Hòa và đồng bọn. Hòa chuẩn bị sẵn các loại di vật như bi đông, dép cao su, mũ cối, lọ pixilin, bật lửa, có khắc tên liệt sĩ và cả xương động vật, tổ mối, mảnh sành, bùn đen để cấy xuống mộ, ngụy tạo là hài cốt và di vật của liệt sĩ. Gia đình bây giờ là không yên tâm rồi. À, thôi được rồi, ba cái giống nhau. Khi ông Chu Xuân Thu, người chồng sau của Hòa bị bắt, đã khai nhận toàn bộ việc này tại cơ quan công an. Sau khi bị Đài Truyền hình Việt Nam lật tẩy những chiêu trò lừa đảo trong việc tìm hài cốt liệt sĩ, và năm 2015, lực lượng quân đội quân khu 7 phát hiện Hòa có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến việc bốc mộ, nên đã không cho phép đoàn của Vũ Thị Hòa hoạt động tại địa bàn quân khu 7. Lúc này, Hòa đã tìm một đội ngũ làm tuyên truyền để lăng xê, quảng bá hình ảnh của mình. Từ đó mới mở rộng quy mô hoạt động. Một người mới học hết lớp 2, nhưng đường đi nước bước lại rất cao thâm. Và Hòa đã tìm được một số kẻ có chữ như Nguyễn Văn Hùng, Đào Văn Sử, Hoàng Anh Sướng, Lương Chí Thành. Những kẻ này đã liên tục viết bài quảng cáo, tâng bốc, Hòa có khả năng siêu phàm thuộc hàng Bồ Tát giáng trần. Có thể hô mưa gọi gió, giao tiếp với thần thánh, ma quỷ, cứu độ cho chúng sinh ở cõi nhân gian. Tiến sĩ, bác sĩ Lương Chí Thành còn tuyên truyền từ năm 2011, Hòa đã không ăn, chỉ sống bằng nước dừa và ngửi hoa huệ. Đồng La và Đào Văn Sử liên tục viết bài ca ngợi tung hô Hòa với những khả năng thấu thị thần bí, nhìn xuyên vạn vật. Ngoài ra, những kẻ này cũng sẵn sàng viết bài chửi bới, lăng mạ bất cứ kẻ nào nói Hòa không có năng lực siêu phàm hoặc lật tẩy Hòa là lừa đảo. Hoàng Anh Sướng thì viết hàng loạt bài ca ngợi Hòa trên báo, từ những câu chuyện tình cảm nhảm nhí, trái luận thường đạo lý, trái quy định của luật hôn nhân gia đình. Thế nhưng, vị này vẫn nhắm mắt tạo nên một thiên tình sử cho cặp đôi Vũ Thị Hòa và Chu Xuân Thu. Từ khi thu nạp được đám đệ tử viết chữ này, Hòa rời đất Yên Bái về lập đại bản doanh ở vườn vải, xã Ngọc Thanh, Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Hòa và các đệ tử cũng tạo dựng được tiếng tăm vang xa hơn. Hòa không còn lừa đảo, chiếm đoạt vặt với những phi vụ và trục trợ như xưa, mà quy mô và sân chơi của Hòa được nâng tầm gấp hàng chục, hàng trăm lần. Các trò lừa đảo cũng được dàn dựng quy mô lớn hơn, tinh vi hơn. Những con mồi mà Hòa và đồng bọn tiếp cận cũng béo hơn rất nhiều. Khi nhà nước cấm việc tìm hài cốt liệt sĩ bằng ngoại cảm, Hòa và đồng bọn đã tập trung vào truyền bá tâm linh tà đạo, lôi kéo nhiều con mồi rơi vào động bàn tơ để tiêm nhiễm mê tín dị đoan, khiến họ mụ mị đầu óc. Lúc đấy, Hòa và đồng bọn mới làm thịt họ một cách trắng trợn. Từ động bàn tơ này đã diễn ra rất nhiều các kịch bản lừa đảo, đẩy bao nạn nhân, bao gia đình rơi vào cảnh khốn cùng, khuynh gia bại sản, tàn nát hết cả.